Hello mọi người, chúng ta lại quay trở lại với series chơi free hoàn toàn. Ngày hôm nay là ngày thứ 13. Sáng mình cũng đăng nhập rồi. Một chút kinh nghiệm thôi, chúng ta sẽ đến cấp 74 và hôm nay chúng ta sẽ đi cái này, các bạn biết đấy. Lần đầu đi Aspen, chúng ta sẽ đặt mục tiêu hôm nay sẽ đi qua màn 50. Ok. Không có nhiều nữa, chúng ta hãy làm mấy cái thủ tục đi. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục với cái gọi là đi ăn pen. Ok, phòng quay tiếp theo. Ủa, mình có nhận được cái gì đấy? Ok, ghép 3 trang bị nào. Sụp 32 tiếng thì sụp luôn, không có gì đâu các bạn ạ. Khá là bù, định xem vừa mới mà đen quá trời đen. Nói chung là chúng ta phải hạnh phúc với những gì mình có các bạn ạ. Chịu thôi, chưa buồn nó cũng không ra đâu. Ok, tiếp. Làm sao tôi có thể thắng được mấy ông này, chi lực chiến tôi quá thấp như này được. Ok, kiếm mấy ông như này mà đánh này. Bỏ con này ra, bỏ hớt bất chờ vào. Not bad. Ok, nhanh. Tiếp tục thôi. Được mũi vàng. Ok, xem con vui như nào. Quà tặng cho vui 5 triệu đi. Mình là người thành viên ưu tú mà. Top 3 donate chỉ đùa. Bắt đầu thôi, mình sẽ set đồ mạnh nhất cho con này. Chắc chắn là con này được sự set đồ mạnh nhất rồi. Vẫn quát trời yếu hơn. Ok, ba con này mình sẽ chủ yếu đi bậc 3 con này thôi nhá. Mấy con này bỏ vào cho vui thôi. Ok, màn 1 đi bằng ghe kè cũng được, không chết đâu mà lo. Tăng mic lên ạ. Ok, có vẻ vừa rồi đấy. Nếu như bán chip thì mình mua. Trông là khá mất thời gian. Không mua đâu nhá, đắt lắm. Mấy mặt này thì ghe ke đi được. Hoài niệm thực sự. Bán ọp à, không mua đâu. Lại bán ọp. Rất là hay là mình có hai con tướng có thể có khả năng hồi máu. Aspen là nơi mà chúng ta có thể kiếm được nhiều food nâng pet, cho nên là chúng ta phải quan trọng cái Aspen này. Ok, bắt đầu thấy mình mất máu rồi.
nhưng mà sao lại đầy? Cái này thì phải suy nghĩ nha các bạn nha. Cái này thì nên suy nghĩ. Mình xem có cái gì để ăn không ạ. Một, hai, năm, năm. Có cái gì để làm sau nhiệm vụ này nhỉ? 40 hero 4 sao à? Ok. Hero 4 sao thì mình nghĩ là mình có đấy. Đây. Bạn muốn có hero 4 sao gì? Có luôn hero 4 sao. Ok. Hốt thôi. 5 orb, not bad at all. Tiếp tục nào. Thấy chưa? Mình không mua 2 viên orb trước, mình đã có được lời ngay. Server này mình còn chưa biết mình nên chơi con god nào nữa. Penny, how about that? Mà Penny không có art yếu lắm. Gheke có vẻ rất là ổn. Màn 32 rồi, bắt đầu thấy con tướng của mình bắt đầu tụt máu rồi các bạn ạ. Ba mươi lăm rồi, mục tiêu là 50 thôi. Wow, oh man, really? Ok, cầm mà qua thôi chứ biết làm sao được các bạn. Bơm máu thôi. Đánh nào. Càng quá nhờ. Ui. Ui. Toang thật rồi. Toang thật rồi ông giáo ạ. Thua. Ok. Lần đầu đi ad fan. Ok ok, mình không nghĩ là con ấy nó có thể mạnh như vậy. Ok luôn. Dù sao thì mình đã hết sức rồi. Ok, mua luôn cái này nhá. Buồn cười thật. Buồn cười thực sự ấy. Ok. Vậy là lần đầu đi ad fan của mình đã xúc được 30 viên rồi. Cũng không ít đâu nhá. 30 viên rồi. Buồn cười thật. Ok. Bây giờ mình còn 15 ngày, 17 ngày nữa để làm xong hết nhiệm vụ này. Nãy mình đánh hết mấy trận này cũng được kim cương của các bạn, nhưng mà mình lại không làm thế. Mình sẽ coi có cái gì không để làm nào. Không có cái gì để làm luôn. Thôi, có lẽ mình xin dừng video tại đây thôi. 32 viên. Heroic Miracle chưa làm xong. Mở luôn cái này cho mình. Thiếu nguyên liệu. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.